Xin chào mọi người và đặc biệt là các chị gái tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Đây là video clip em Ba Tử Vi chia sẻ với các chị về tử vi vận hạn của 6 tháng đầu năm, năm Tân Sửu năm 2021. Một cái năm mà có thể nói rằng có khá nhiều thuận lợi về nhiều mặt, tính về tử vi của tuổi các chị với các cái như là mệnh á, thì mình là mệnh hỏa, chỉ bị sinh xuất ở trong cái bổn mạng, còn có được cái sao chủ của năm là một phúc tinh, mà còn có tên gọi khác là tài tinh, đó là sao Thái Âm. Nhiều đó là thấy là ngon lành rồi ha. Thường thì em sẽ là chọn những cái tuổi xấu ở trong năm mà làm trước, nhưng mà năm nay thì em sẽ chia ra làm những người từ hàng 6 em làm trước, từ 60 cho tới 69, sau đó là tới hàng 7 ha, rồi hàng 8. Vì là suy nghĩ rằng là các anh các chị ở hàng 6 thì đã gọi là lớn rồi, cần một cái nhận định tốt hơn để mà đưa ra cái đường hướng trong công việc của mình. Vì các anh các chị mà lớn thì nếu mà có thể lỡ mà gặp thất bại thì không có cái sức lực thời gian mà để làm lại ha, cho nên là ưu tiên. Chứ còn nếu không cỡ nhưng mà cái tuổi này với sao hạn vận niên tốt đẹp như vậy thì em phải để cuối cùng em làm mới đúng. Nhưng mà thôi, làm hàng 6 hết thì 6 tốt gì cũng làm luôn, chứ khỏi mất công mấy chị phân bì tuổi này làm mà tuổi kia không làm ha. Rồi, trở lại với cái người tuổi Giáp Thìn. Tươi người tuổi Giáp Thìn thì sẽ nữ mạng, sẽ là những người sinh từ ngày 13 tháng 2 năm 1964 đến ngày 31 tháng 1 năm 1965 tính theo dương lịch. Rồi, mạng thì phúc đăng hỏa. Như vậy thì xét về trụ mạng là năm thì năm thổ, mình là mạng hỏa, hỏa thì sinh thổ, gọi là sinh xuất không tốt, chủ về sức khỏe yếu kém, và người ta nói suy hao về bổn mạng á. Thì phúc tinh tài tinh ở trong cái mệnh của mình á, tọa cung tiểu vận hoặc tọa cung tiểu hạn thì nó sẽ bị suy giảm đi một chút ha, để xem coi lát nữa là nó như thế nào. Sao chủ của năm thì các chị rất là tốt đẹp với sao Thái Âm, một cái phúc tinh, còn có tên gọi khác là tài tinh. Đây là một cái điều tốt ha. Thường thì người ta nói có sao Thái Âm chiếu mạng được may mắn và phúc lộc dồi dào, hy vọng là được may mắn và phúc lộc dồi dào. Chứ cái năm canh tí, dù là có thân tí thành tam hợp nhưng mà chữ canh khắc chữ giáp, cho nên các chị năm canh tí không có muốn may quay cuồng gì được hết, là rơi vào nhiều cái chuyện còn bực bội nữa. Tự sao Thái Âm là một trong những cái sao chiếu mệnh tốt nhất đối với nữ mạng. Người có sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ giúp điều hòa lại cuộc sống theo hướng có nhiều sự vui vẻ, hạnh phúc no đủ hơn. Tuy nhiên sao này không tốt với những quý bà đang mang bệnh nặng, chủ yếu chủ về nguy hiểm khó khỏi. Gặp sao Thái Âm chiếu mệnh thì các chị không nên tiến hành cái việc gì mà mổ xẻ. Người ta nói vậy đó, nó tốt về tài lộc thì nó sẽ suy hao về cái khác. Tại vì sao Thái Âm dù gì nữa là một thủy tinh, người của các chị là hỏa, cho nên là nếu như không nhất thiết thì cũng không cần phải đụng tới dao kéo sức khỏe mình vốn dĩ bị suy hao ở trên rồi. Người nè, cái sao này á thì thường sẽ không tốt đẹp vào tháng 3, tháng 3 tháng tuổi của các chị luôn ha, nhưng mà không có nặng nề gì. Rồi, hạn của năm là hạn huỳnh tiền, là hạn không tốt về sức khỏe, chủ về bệnh nặng. Người ta nói hạn huỳnh tiền là chủ về bệnh nặng. Hạn huỳnh tiền là hạn nặng chủ yếu về điều xấu về phương diện sức khỏe. Người gặp hạn huỳnh tiền trong năm cần theo dõi sức khỏe cẩn thận, bệnh nặng không nên vội vàng hay thay đổi trong cái công việc làm ăn. Hạn huỳnh tiền này thì cũng chủ về sức khỏe ha, chứ còn không có chủ về công việc làm ăn mình không tốt, cho nên là các chị cố gắng để ý sức khỏe bổn mạng của mình một chút xíu. Rồi, vận niên của năm là vận niên long đắc vũ, rồng mà đùa với mây
Hình tượng con rồng đùa giỡn với mây, thông dong vui vẻ, báo hiệu là một năm khởi phát tài lộc, sức khỏe, có bệnh thì cũng không có đến nỗi là gọi là nguy nan, chỉ là suy hao về sức khỏe. Cuộc sống ra đời thì dễ gặp quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp đỡ khi có họa ập đến. Ngon lành ha. Rồi thiên can thì là giáp bân, là không xung không khắc về mặt tử vi. Tuy nhiên giáp là mộc, tân là kim, cho nên là nạp âm ngũ hành tương xung, sẽ có đôi chút khó khăn, tuy nhiên không quá lớn để mà phải lo lắng. Địa chi thìn gặp sửu, thìn tuất sửu mùi, phạm tứ hành xung, chủ về chuyện buồn phiền thị phi trong gia đạo tình cảm, nhưng nó không phải là chính xung nên cái sự xung khắc này nó không có lớn, nó sẽ bị suy giảm đi nhiều. Ngon ha, được, ok. Như vậy nhìn chung bên ngoài có nè, chỉ có cái hạn là không tốt thôi. Hạn và mạng là hơi bị suy yếu, còn lại nè ha, thiên can, địa chi, vận niên và đặc biệt là sao chủ là tốt về công việc làm ăn. Hy vọng rằng là khởi sắc hơn cái năm, cái chữ canh của Canh Tí nó khác chữ giáp của các chị, dù là có tam hợp năm. Rồi, đó là nhìn cái bên ngoài. Bây giờ mình xét coi cái cung vận ở bên trong các cái phúc tinh tài tinh thì nó như thế nào. Tọa cung tiểu vận thì có các sao như là thiếu âm nè, thiên la, hỷ thần, dưỡng, nhưng mà bị tuần triệt án ngữ. Thiếu âm, thiên la, hỷ thần, dưỡng. Thiếu âm là một trong những cái sao cũng về tài tinh. Thiên la, hỷ thần, dưỡng đáng lẽ rất là tốt đẹp, nhưng mà bị tuần triệt án ngữ, cho nên là người ta có thể giải thích là bộ sao này là có thể khởi sắc, khởi đầu thì mọi chuyện rất là thuận lợi, tốt đẹp. Tuy nhiên là bị được tin vui, làm ăn được nhiều, may mắn thuận lợi, nhưng bị bộ tuần triệt án ngữ nên giảm cái phần nào. Có thể hiểu như vậy nè, ví dụ như đáng lẽ là mình cái cuộc làm ăn đó mình nghĩ là mình tính được 10 đồng, nhưng mà bị tuần triệt án ngữ cái nó cuối cùng hết về túi mình nó chỉ còn có 2 đồng thôi, chứ nó không có được như mà lúc đầu mình khởi sự khởi phát ha. Hiểu như vậy là đơn giản nhất của tọa cung tiểu vận đó. Tọa cung tiểu hạn thì có các sao quả tú, địa võng, phúc đức, kình dương, bị suy và tuyệt án ngữ. Quả tú, địa võng, phúc đức, kình dương, đây là bộ sao tử vi không tốt, khi đi cùng nhau dễ mang đến chuyện buồn lo, đặc biệt là về mặt gia đạo tình cảm. Quả tú nè, tuyệt, địa võng, phúc đức, kình dương, nếu như mà xét các cái bộ sao này thì có thể nói là các chị rất dễ xảy ra cái chuyện gãy đổ ở trong hôn nhân ha. Tuy nhiên nhờ phúc đức của kình dương, phúc đức đi trước kình dương là cái phúc của gia đạo, cái phúc của nhà mình, thì nó chuyển hóa được. Nhờ có suy và tuyệt ở đằng sau cũng là cách hóa giải bớt cái việc xung xui của gia đạo tình cảm, đặc biệt thí dụ như mình có thể nói là gia đạo tình cảm của các chị có chút buồn phiền, nhưng mà cuối cùng hết thì nó không bị đổ vỡ. Tuy là có quả tú thì còn tùy vào cái ngày tháng năm sinh, có cái giai đoạn sinh của các chị. Thí dụ như các chị mà tuổi thìn mà anh hỏa này nè, người ta nói là thìn thì vào mùa xuân đẹp, nhưng mà không phải, thìn nếu đúng đẹp là phải vào mùa thu mới đẹp. Thìn hỏa này, thìn khác thì mùa xuân đẹp, nhưng mà thìn hỏa này là mùa thu mới đẹp. Còn nếu mà các chị mà sinh rơi vào cái tháng như là tháng 3, tháng 9 đó, thì là cái chuyện gia đạo tình cảm rất là khó khó bền vững ha. Rồi cung nhị hợp thì có các sao như thiên quan, phượng cát, đế vượng, giải thần, lộc tồn, bác sĩ, bạch thổ. Như vậy thì bộ sao này chủ về cái nơi ăn chốn ổ ở của các chị, đặc biệt là các chị sinh vào mùa hạ
rất dễ có cái việc thay đổi, nhưng mà theo cái chiều hướng là có thể là mua một cái nhà khác, hoặc là thay đổi một cái chỗ ở khác to hơn, hoặc là sửa sang lại cái chỗ ở nhà mình. Đó, đó là cái cung nhị hợp này nó cho mình thấy được cái điều đó. Còn cung tam hợp thì có Long Đức, Thiên Hỷ, Đà Lao, Lâm Quang, Tử, Trực Phù. Đây là các sao tốt, chủ về nhiều may mắn, ra ngoài sẽ có nhiều người giúp đỡ, vượt qua khó khăn từ quý nhân. À, cái này nó cũng thể hiện lại cái tử vi ở trên mình nói ở bên ngoài thôi. Tính ra nội tại với lại bên ngoài nó không có sự xung khắc với nhau. À, như vậy thì nhìn chung rõ ràng là có nhiều cái thuận lợi ở trong cái tử vi cả năm của người giáp thìn nữ mạng. Bên cạnh cái chuyện là sao chủ của năm là sao Thái Âm là có tiền là mình không nói rồi ha. Có cung nhị hợp quá đẹp, cung tam hợp cũng đẹp. Chỉ có phải lo lắng một tí xíu ở cái tọa cung tiểu hạn, cái hạn của mình có quả tú, thì các chị coi chừng cẩn thận có gãy đổ hôn nhân ở trong gia đình, nhất là những cái chị mà có cái tháng xung tuổi, hoặc là những cái tháng xung tuổi của mình nên biết cương nhu một tí xíu, chứ không thì nó sẽ không tốt đẹp ha. Rồi, đó là nhìn chung cái tử vi của cả năm. Bây giờ mình vận vào từng tháng trong năm, nhưng mà mình chỉ vận 6 tháng thôi, chứ mà vận nguyên một năm thì nó dài quá, coi cái video xong cái là ngủ gục luôn ha. Rồi, tháng đầu tiên của cái năm Tân Sửu năm 2021 chắc chắn là tháng Canh Dần, một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mệnh là tháng mộc sinh hỏa của bản mệnh mình. Bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe, bổn mạng tốt. À, khi như đó mà bổn mạng được tương sinh đó, thì tốt cho phúc tinh và tài tinh, tài thân. Tuy nhiên là thiên can thì không tốt đẹp. Thiên can vì sao? Vì chữ giáp của mình đó, là bị chữ canh của tháng khắc giáp. Thiên can bị tháng tương khắc, công việc cẩn thận, dễ lâm vào bế tắc. Ha. Cẩn thận nha, tháng giêng nên cẩn thận, những cái việc lớn không nên xảy ra trong tháng này đối với người nữ mạng tuổi Giáp Thìn. Địa chi Dần Thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, như vậy địa chi tốt đẹp không có vấn đề gì ha. Ok, tháng giêng là tháng Tết mà nó mà có xào xáo thì chắc là đau đầu lắm, nhưng mà người Giáp Thìn thì cái mệnh chủ rất mạnh. À, vốn dĩ là người rất thích sắp xếp cho người khác, cho nên là mình nghĩ các chị ở cái tuổi này sắp xếp cho con cái rồi thì Tết nhất là vui vẻ, chứ không thể nào mà có cái việc gì mà buồn phiền được ha. Rồi, tháng thứ hai của năm Tân Sửu chắc chắn là tháng Tân Mão, tiếp tục là một tháng mộc. À, như vậy mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe, bổn mạng. À, khi đó thì phúc tinh và tài tinh mà được tương sinh là nó sẽ sáng hơn. Thiên can Tân Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, như vậy tháng 2 thì về công việc, về tài lộc thì không có vấn đề gì. À, trở lại ok, tốt đẹp. Biết đâu đây là thời điểm mà cái tài tinh Thái Âm mệnh chủ của các chị phát huy tác dụng ha. Tuy nhiên địa chi thì không tốt đẹp cho lắm. Với Mão Thìn thì theo miền Nam thì nó là nhị hại, còn theo miền Bắc thì nó là lục hại. Cho nên là gia đạo sẽ có nhiều buồn phiền âu lo, cẩn trọng các mối quan hệ trong gia đạo đem buồn phiền đến cho mình, tuy nhiên nó không quá lớn đâu. Nhiều người hỏi em là tại sao em đoán được như vậy. Nó không phải em đoán, cái này là sách viết, em chỉ là người tổng hợp và chia sẻ đến mọi người. Em nông dân hóa, gọi là nói nôm na là bình dân hóa cái tử vi đi, không có huyền hoặc nó, không có ma mị nó, cho mọi người hiểu mà mọi người biết là nó xung là tại sao nó xung. Chứ không phải là mình giỏi gì đâu nha, mình chỉ giống như là mình là phát thanh viên thôi, đọc lại cho mọi người nghe thôi ha. Rồi, đó là tháng 2. Tiếp tục là tháng 3. Tháng 3 của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Nhâm Thìn, một tháng thủy. Như vậy là xét về trù mệnh là thủy khắc hỏa, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng tai nạn phạm thân. Khi mà tháng khắc bổn mạng thì phúc tinh tài tinh yếu đi,
tài tinh là ông nào, là ông sao thấy ông cũng yếu đi, cho nên là cẩn thận một tí xíu. Thiên can nhâm giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, ok, không vấn đề. Địa chi thì là thìn, tuổi thìn gặp tháng thìn, năm sinh tháng tuổi, cẩn trọng việc không vui trong gia đạo hoặc các mối quan hệ bạn bè, nhưng mà không lớn, không nhiều khi nó không nhiều chuyện bằng tháng 2 nữa kìa. Như vậy thì tháng 3 là tháng có vẻ là không được tốt đẹp, bổn mạng, sức khỏe và gia đạo tình cảm. Tuy nhiên về tài lộc và công việc thì không có gì gọi là chống phá. Điều này tốt ha. Rồi, tiếp tục là tháng 4. Tháng 4 là tháng quý tỵ, mà tháng quý tỵ thì thuộc thủy. Tiếp tục là một tháng thủy khắc hỏa, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn có thể xảy ra. Năm mình hãy nhớ rằng năm mình dù gì đi nữa thì mình vẫn ở trong năm Phạm Thái Tuế ha. Thìn tuất sửu mùi ha, thìn sửu ha, bị tự hình, bị hình Thái Tuế rồi. Không em à. Rồi, thiên can thì chữ giáp, với chữ quý thì thiên can cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, ok, cũng giống như tháng 3, không có vấn đề về tài lộc, không có vấn đề về công việc, mọi thứ ổn. Thìn tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau, như vậy là ổn, không có vấn đề gì. Tháng 4 là tháng tương đối dễ chịu, đúng không? Cũng giống như tháng 3, chỉ phải lo lắng về cái bổn mạng và sức khỏe thôi, chứ còn không có lo lắng nhiều về cả cái phần khác. Ok, ổn. Rồi, tiếp tục là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch của năm Tân Sửu là tháng Giáp Ngọ, một tháng Kim. Như vậy xét về trụ mạng là hỏa khắc Kim. Bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng, bệnh nạn nhẹ. Trong cái bổn mạng thì mình đã giải thích rồi, nặng nhất là tháng khắc bổn mạng, thứ nhì là bổn mạng khắc tháng, và thứ ba là bổn mạng bị sinh xuất. Mới này cái nhì thôi vẫn ngon hơn là hai ông là tháng hai rồi, tháng ba và tháng tư ha. Rồi, thiên can là chữ giáp của Giáp Ngọ và chữ giáp của Giáp Thìn đồng hàng, cho nên là công việc tốt đẹp, tài lộc dễ sinh trong tháng năm, ok. Tại vì cái sao thái âm nó đi thì nó sẽ có những cái tháng nó phải đi lên nhiều chứ nó không có đi xuống nhiều. Tổng thể cái sao thái âm nó đi, chứ bây giờ trong sao có sao thái âm mà tự nhiên ở trong nó cứ sụt lùi trong tháng nào cũng kiên kỵ không, thì sao chủ thái âm nó phát huy được, cho nên nó cũng phải có liên quan ha. Rồi, địa chi Thìn Ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, như vậy tháng 5 là tháng tốt đẹp, không có vấn đề gì đối với người tuổi Giáp Thìn về mặt tình cảm và gia đạo ha. Chỉ có cái bổn mạng cũng tiếp tục không được tốt đẹp cho lắm. Rõ ràng ở cái tử vi mà tổng thể bên ngoài thì nó hạn huỳnh tuyền, thì nó cũng chủ về bổn mạng và sức khỏe, thì xét về nội tại bên trong từng tháng thì nó cũng chủ về mặt sức khỏe. Dĩ nhiên cái nào nó cũng phải tỷ lệ thuận với nhau, chứ nó không thể nào mà ở ngoài là bổn mạng sức khỏe mà ở trong này bổn mạng sức khỏe tốt hết là không đúng, đúng không? Rồi, tiếp tục là tháng 6, tháng Ất Mùi, tiếp tục là một tháng Kim. Thì như vậy thì cũng giống tháng 5, với hỏa khắc Kim, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng các bệnh nạn nhẹ. Thiên can thì Giáp Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, mà cả Giáp lẫn Ất phải thuộc hành mộc, cho nên vẫn tốt đẹp trong công việc tài lộc, ok, không có vấn đề. Mùi Thìn xét về mặt địa chi là thuộc bộ tứ hành xung, Thìn tuất sửu mùi, chủ về chuyện buồn và thị phi trong gia đạo tình cảm, nhưng không phải chính xung nên thường sẽ nhẹ nhàng, không có vấn đề gì. Thìn tuất sửu mùi nó xa quá mà, cho nên là nó sẽ nhẹ nhàng đi. Như vậy thì nhìn chung cái tử vi của năm Tân Sửu năm 2021 đối với người Giáp Thìn sinh năm 1964 nữ mạng, chủ vẫn về những cái việc xấu, chủ vẫn về cái việc sức khỏe và bổn mạng là chính, chứ không có
nhiều cái xấu ở trong công việc làm ăn cũng như là cái việc xung khắc về gia đạo tình cảm cả cái cả năm cũng như cái vận hạn từng tháng. Như vậy đây là một điều rất là tích cực vui vẻ đối với tuổi của các chị. Thì ai thì vào cái ngoại ngũ tuần thì cũng hay bệnh nạn. Nếu như một năm có cái hạn huỳnh tiền như thế này, các chị có dấu hiệu của bệnh nạn thì đừng lướt mà làm ơn đến bệnh viện kiểm tra để mà nó nhẹ còn chữa trị nó mau khỏi. Hy vọng rằng chỉ là sinh xuất bổn mạng khi hỏa sinh thổ thì các chị không phải là người đến mức phải nguy nan về bổn mạng. Và thường thì em thấy đa phần em chấm lá số của những người giáp thìn, 10 người thì chết 9 người có độ thọ mạng dài. Họ vất vả, họ có cái sự sắp xếp nhưng mà độ thọ mạng thường họ dài không ngắn. Đó là điều mà tích cực. Hy vọng rằng với những cái tổng hợp và chia sẻ về mặt tử vi của em vừa rồi sẽ giúp các chị biết rằng năm nay mình cương và cương tới cỡ nào để có thật sự một năm tốt đẹp về tài lộc và tốt đẹp luôn cả về mặt sức khỏe. Các chị xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong thủy và cuộc sống cũng như tử vi và cuộc sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi vận hạn của mình hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.